Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại chi bộ thôn Minh Khai, Đảng bộ thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Sau khi nghe Ban Chỉ huy thôn Minh Khai báo cáo triển khai các nhiệm vụ công tác, những ý kiến thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá từ một điểm nóng về dịch COVID-19, thôn Minh Khai đã nỗ lực vượt qua, nhanh chóng hồi phục và phát triển, khẳng định sự năng động của làng nghề. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của cấp ủy, các đảng viên trong chi bộ trong việc vận động người dân tự tháo dỡ gần 120 trường hợp vi phạm theo quy hoạch số 93A. Cuộc sinh hoạt chi bộ diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, thể hiện sự thống nhất, đoàn kết cao. Với nội dung được nhiều đảng viên trong chi bộ phát biểu là tình trạng ô nhiễm môi trường là nghề nghiêm trọng đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ mà chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng vấn đề căn cơ nhất là phải chuyển đổi nghề. Minh Khai là điểm đen về ô nhiễm môi trường. Cái này tôi có thể khẳng định. Xin thưa các đảng viên, ngày mùng 4 Tết năm vừa rồi, tôi và đồng chí lái xe trực tiếp vào khu Minh Khai. Tôi đi biển trắng. Sao lại để như thế? Các cái cuộn túi ni lông to cứ xếp dọc hai bên đường này. Mà cái xe ô tô của tôi nó chạy ở giữa đều sát sàn hai bên. Tôi mới nghĩ bụng là thế này mà có một mùi lửa thì chắc là thôi, không hiểu nó sẽ đi đến đâu. Rồi an ninh sản xuất làng nghề không chỉ là vấn đề môi trường, vấn đề cháy nổ nữa, đe dọa đến cuộc sống bình yên, an toàn tài sản cho người dân, làm ra được chút thu nhập thì đánh đổi lại với một cuộc sống rất bất an về môi trường. Chúng ta lựa chọn nghề nghiệp, chúng ta lao động, chúng ta làm việc phải gắn với cả sống sạch, một cuộc sống có chất lượng cao. Ô nhiễm nước, không khí có hai cái thứ mà cần cho sự sống, thì cả hai cũng hỏng rồi. Chúng ta có rất nhiều cách để sản xuất và chúng ta có rất nhiều cách để kiếm tiền. Hãy chọn lấy cách kiếm tiền mà nó an toàn nhất. Tại sao những nơi khác họ trở nên giàu có, họ không lựa chọn đường nghề rủi ro như vậy? Thì cái này là chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ và có giải pháp rất căn cơ để thay đổi cách thức và văn hóa sinh hoạt và tiêu dùng. Ít phát thải, thay đổi cả cái phương thức sản xuất, từng bước chuyển nghề đi, giàu của sống ngắn để làm gì, làm giàu để hưởng thụ sống lâu chứ, lâu dài có mãi thế này được không? Đấy mới là căn cơ. Nhân dân đương nhiên chúng ta nhất định phải sống sung túc hơn, an toàn hơn, chứ chúng ta không thể sống trong môi trường mà nó ngày càng rủi ro về sức khỏe thế này được. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giải trình, làm rõ một số ý kiến kiến nghị của các đảng viên trong chi bộ. Đồng chí nhấn mạnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ, xử lý triệt để một số vấn đề như những tồn tại cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai 1 và 2, xử lý 150.000 tấn rác thải tồn đọng trong làng nghề, việc lán xe của công ty Kính Việt Hưng lấn chiếm hành lang giao thông và một số vấn đề khác liên quan đến công tác xây dựng đảng.